Thưa quý vị và các bạn, Sapa đang thu hút đông đảo các đại biểu và du khách tham dự lễ công bố Sapa lên thị xã và các hoạt động của lễ hội mùa đông. Theo dự kiến, lượng khách đến với Sapa sẽ còn đông hơn nữa vào dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2020. Bởi vậy, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho đại biểu, du khách đến với Sapa trong dịp này đã và đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Khách sạn Mường Thanh Sapa là một trong 3 khách sạn được Ủy ban Nhân dân tỉnh lựa chọn đón tiếp, phục vụ an nghỉ cho các đại biểu đến dự lễ khai mạc lễ hội mùa đông và lễ công bố Sapa lên thị xã. Bên cạnh chuẩn bị về điều kiện cơ sở vật chất, phòng nghỉ, đảm bảo, thì từ việc lên thực đơn, lựa chọn các nhà cung cấp nguyên liệu thực phẩm, đến các khâu chế biến, phục vụ ra món cũng được bộ phận phụ trách ẩm thực của khách sạn kiểm soát, thực hiện nghiêm ngặt nhằm mang đến cho đại biểu những bữa ăn ngon miệng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bản thân khách sạn Mường Thanh Sapa thì cũng đón trên 200 đại biểu và chúng em đã cân nhắc rất là kỹ từ việc lựa chọn lên thực đơn và tất cả đều là đặc sản của các huyện trên địa bàn Lào Cai. Đồng thời thì chúng em cũng tăng cường giám sát từ khâu nhập hàng cho đến khâu sơ chế, chế biến và khâu phục vụ ra món, đảm bảo các món ăn được nóng và ngon, đảm bảo cái hương vị Tây Bắc và đặc biệt đó là đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Dịp này, Sapa đón trên 700 đại biểu là khách nước ngoài, lãnh đạo trung ương và các tỉnh khu vực Tây Bắc. Để đảm bảo công tác đón tiếp được chu đáo, an toàn, ban tổ chức đã sắp xếp cho các đại biểu ở 3 khách sạn lớn có uy tín tại Sapa là Mường Thanh, khách sạn KK Sapa và khách sạn Hotel De La Corpo. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhà hàng của các khách sạn. Kết quả kiểm tra cho thấy 3 khách sạn đều có cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ nấu nướng và đồ dùng bát đĩa đảm bảo. Nguyên liệu thực phẩm có hóa đơn và xuất xứ rõ ràng. Các món ăn được sơ chế, chế biến đảm bảo quy trình và đảm bảo vệ sinh. Bên em thì được đón cả đại biểu trong nước và ngoài nước. Thì để phù hợp với đại biểu nước ngoài và cả Việt Nam mình nữa thì bên em đã lên những cái thực đơn rất là phù hợp kể cả món Âu và món Á. Và bên em cũng có quy trình kiểm định cái sản phẩm đó rất là ngặt nghèo. Cũng là quy trình set up cái bữa ăn cho đoàn đại biểu hôm nay cũng rất là nghiêm ngặt. Toàn bộ các dụng cụ, thiết bị dụng cụ để phục vụ cho đoàn thì đều được là đun nóng, đun sôi và kiểm tra rất là kỹ. Trong cái quá trình giám sát thì chúng tôi cũng yêu cầu các cái khách sạn phải tổ chức ký cam kết, đảm bảo thực hiện các cái quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cái thực phẩm mà phục vụ cho các cái bữa ăn của đại biểu là phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Và trong cái quá trình chế biến thì cũng đảm bảo các cái điều kiện về an toàn thực phẩm. Và qua cái quá trình giám sát thì cơ bản thì chúng tôi cũng đã thực hiện các cái test nhanh để đánh giá nhanh các cái chỉ tiêu ô nhiễm của thực phẩm thì về cơ bản cũng thấy là các cái 100% các cái mẫu cũng đáp ứng được cái tiêu chuẩn theo quy định. Thế và các cái thực phẩm thì cũng đã có hóa đơn chứng từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó thực hiện văn bản chỉ đạo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện Sapa, Trung tâm Y tế huyện Sapa cũng đã thành lập 2 đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn trên đường phố theo địa bàn phân cấp quản lý. Trong tổng số 43 cơ sở kinh doanh dịch vụ được kiểm tra thì có 38 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện test nhanh 20 mẫu thực phẩm thì có 10 mẫu rượu âm tính với methanol, 3 mẫu âm tính với thuốc bảo vệ thực vật và 7 mẫu bún phở âm tính với phóc môn. Để đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ khách ấy, thì thực phẩm bên mình nhập vào ấy, thì luôn luôn đảm bảo là đủ tất cả các yêu cầu chứng nhận về vệ sinh an toàn thực phẩm và các cái giấy tờ thủ tục yêu cầu như là vệ sinh an toàn thực phẩm này, thời hạn sử dụng này, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo về mọi mặt đã góp phần làm nên thành công chung của sự kiện. Tuy nhiên, để tránh xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm dẫn đến ngộ độc thực phẩm, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng thì du khách cũng cần nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe cho chính mình. Chỉ nên sử dụng các loại thực phẩm đảm bảo vệ sinh có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.